Chiều nay ngày 3 tháng 4 năm 2023, đoàn công tác của Báo Nhân dân do ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Làm việc với đoàn công tác Báo Nhân dân, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3 văn phòng đại diện và 55 phóng viên thường trú, trong đó có văn phòng đại diện Báo Nhân dân. Hàng năm, Báo Nhân dân thực hiện hơn 200 tin bài tuyên truyền về tỉnh trên các phương tiện báo in, báo điện tử và truyền hình. Nội dung thông tin phản ánh đa chiều, đa lĩnh vực, các mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, góp phần tích cực vào việc xây dựng, quảng bá hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị tạo mọi điều kiện để đội ngũ phóng viên có môi trường tác nghiệp thuận lợi. Việc mua và đọc báo, tạp chí của đảng tại Bà Rịa Vũng Tàu luôn được tỉnh quan tâm, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt. Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên, trong đó có Báo Nhân dân tác nghiệp tại tỉnh, đồng thời quan tâm hỗ trợ trụ sở cho văn phòng đại diện Báo Nhân dân. Ông Lê Quốc Minh cũng đề nghị tỉnh có giải pháp tăng số lượng phát hành báo đảng đến từng chi bộ đảng bộ. Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cảm ơn sự đồng hành của Báo Nhân dân đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời gian qua, đồng thời mong muốn Báo Nhân dân tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu đậm việc tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh, những kết quả nổi bật của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Báo Nhân dân đã ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Báo Nhân dân giai đoạn 2023-2025.